Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Là cái nghiệp quát mắt nói: hai người dám cãi lệnh bổn bàn chủ à? Kho Giáp và Hữu Kháng bối rối. Ngọc Lòng thấy hai vị trưởng lão bối rối, liền ôm quyền hướng về ban chủ là kế nghiệp. Giảng bối mạo phạm, giảng bối đã làm gì khiến ban chủ phải phán lệnh cho nhị vị trưởng lão đầy bắt giảng bối chứ? Ngươi là người của quỷ môn. Ngọc Lòng lắc đầu nói: lần trước ban chủ cho tại hạ là hậu đoạt hồn vô quyết, giờ thì lại gắn cho danh hiệu là người của quỷ môn, thật là quá đáng. Tại hạ đến đây với tấm lòng tốt, sợ một ngày nào đó lạc bang chủ cũng sẽ phải đeo chiếc mặt nạ quỷ này. Không ngờ lòng tốt của Hoàng Phủ Ngọc Long được lạc bang chủ tiếp đãi bằng sự hồ đồ quá đáng như vậy. Ngọc Long ôm quyền nói tiếp: đã vậy Ngọc Long xin cáo từ. Ngọc Long vừa quay bước thì chạm mặt ngay với hai vị trưởng lão phái Ngà Mi. Cả hai người đều có mái tóc bạc trắng, râu cũng bạc, vì có đôi mắt thì sáng ngời. Cả hai bước vào đại sảnh Tam Tông Miếu. Ngọc Long thấy hai vị trưởng lão Nga Mi biết ngài sắp có chuyện xảy ra đến cho mình. Hai vị trưởng lão Nga Mi ôm quyền xá lạc cái nghiệp: Võ Cương và Vô Chuẩn bái kiến bàn chủ. Lạc cái nghiệp ôm quyền đáp lễ: lạc mổ không dám, không dám. Nhị vị tiên sinh đây là thánh kiếm Ngà Mi đã bế môn rồi, hôm nay sao lại xuất sơn tái xuất giang hồ? Vô Cương lên tiếng nói: vì Ngà Mi phái mà lão phu cùng sư đệ phải tái xuất Võ Lâm. Võ Lâm vô cùng vinh dự khi nhị vị trưởng bối Ngà Mi phải trở lại Võ Lâm giang hồ. Đà tạ bàn chủ, lần này Vô Cương và lão đệ Vô Chuẩn hoài lại Võ Lâm cũng chỉ vì trưởng môn Ngà Mi phái sử Vô Linh. Vô Chuẩn nhìn lại Ngọc Long: công tử đây là tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long. Tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long chính là tại hạ. Ngọc Long vừa nói vừa ôm quyền xá. Vô Cương nói: lão phu và lão đệ Vô Chuẩn đi tìm công tử. Ngọc Long ôn nhu đáp lời: như vậy tìm giảng bối hẳn là có chuyện. Vô Chuẩn nói: không sai. Lão đổi giọng nhạt nhẽo nói: công tử đã làm mất thanh danh của Ngà Mi phái nên buộc lòng thánh kiếm Vô Cương và Vô Chuẩn phải rời Phong Cốc tìm công tử. Ngọc Long lắc đầu nói: Ngọc Long chưa hề làm mất thanh danh của Ngà Mi phái. Vô Chuẩn chợp lấy tấm lệnh bài trưởng môn Ngà Mi: đây là gì? Ngọc Long ôm quyền nói: giảng bối đang thắc mắc điều đó. Vô Chuẩn hừ nhạt rồi nói: Hoàng Phủ Ngọc Long, ngươi đừng có biện giải. Lão vừa nói dứt lòn tay ra sau lưng rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Thấy Vô Chuẩn rút kiếm, Ngọc Long liền lắc vai thi triển khinh công lướt ra ngoài Tam Tông Miếu. Vô Chuẩn cũng thét lớn tiếng: tử quỷ, người không thể nào thoát khỏi tài thánh kiếm đâu. Vô Chuẩn vừa thét vừa lắc vai thi triển khinh công đuổi theo chàng. Vô Cương buộc phải bám theo Vô Chuẩn. Ngọc Long thì thi triển khinh công lao thẳng về phía trước. Vô Chuẩn và Vô Cương đuổi theo sau. Khoảng cách giữa Ngọc Long và Vô Cương, Vô Chuẩn không hề thay đổi, cứ như ba người đều có kinh công ngang nhau vậy. Chạy đến một dải đất trống bên cạnh Long Trì Hồ, bất ngờ Ngọc Long dừng bước quay lại. Vô Chuẩn và Vô Cương cùng vừa trở tới. Ngọc Long khoát tay: nhị vị tiền bối đuổi theo tài hạ đến đây đủ rồi. Vô Chuẩn hừ nhạt nói: Ngọc Long, người phải trả lại thanh danh cho Ngà Mi phái. Đôi chân mày của Ngọc Long nhíu lại, chàng lia mắt nhìn qua Vô Cương và Vô Chuẩn, rồi từ tốn nói: giảng bối từ lâu rất ngưỡng mộ nhị vị thánh kiếm tiền bối của Ngà Mi phái. Mong nhị vị thánh kiếm đừng để cho giảng bối phải dời đi sự ngưỡng mộ của mình. Chàng nhìn Vô Cương: tiền bối, lý do nào tiền bối cho tại hạ làm mất thanh danh của Ngà Mi hả? Vô Cương nhìn Ngọc Long và nói: công tử đã phế bỏ võ công của Ngà Mi chưởng môn sử Vô Linh. Ngọc Long tròn mắt nói: tại hạ phế bỏ võ công Ngà Mi chưởng môn sử Vô Linh
Lạ thật, chàng lắc đầu nói. Do đâu Vô Cương tiền bối nghĩ tại hạ là người phế bỏ võ công của Sử Chưởng Môn chứ? Tấm lệnh bài Chưởng Môn, điều tiền bối vừa nói ra chính do miệng của Sử Chưởng Môn truyền đạt lại. Vô Chưởng hừ nhạt một tiếng. Không phải như người nghĩ đâu, Sử Vô Linh không hề nói gì cả, mà đã bế môn không tiếp người nào. Sử Vô Linh Chưởng Môn không nói gì, sao như vị tiền bối lại gán cho tại hạ là người phế bỏ võ công của Sử Chưởng Môn chứ? Vô Cương hỏi. Thế tại sao tấm lệnh bài Chưởng Môn lại ở trong tay công tử? Điều đó tại hạ sẽ giải thích cho nhị vị trưởng bối biết. Ngọc Long ôm quyền lấy giọng rồi ôn nhu thực lại những sự việc xảy ra giữa chàng với Sử Vô Linh. Chàng thuộc xong rồi nói. Tại hạ quả là thắc mắc không biết vì sao một người có thân phận lớn như Sử Chưởng Môn lại có thể giả dạng làm đoạt hồn vô quyết, lại còn đeo mặt nạ để che chân diện của mình nữa. Chẳng hai bên trong có ẩn khúc gì? Ngọc Long buông tiếng thở dài. Dạng bôi chỉ lo lắng cho Nga Mi đã bị đoạt hồn vô quyết thâu tóm rồi, cho nên dạng bôi mới đến cái bàn để báo với Lạc Ban Chủ. Không ngờ Lạc Ban Chủ lại tiếp tục gán cho Ngọc Long là người của quỷ môn, rồi tiếp đó lại gặp nhị vị tiền bối. Vô Chưởng nói. Lời nói của người đâu có đáng tin. Đôi chân mày của Ngọc Long nhíu lại. Vô Cương nhìn Vô Chưởng nói. Vô Chưởng, hãy để huynh nói chuyện với Ngọc Long công tử. Ngọc Long nhìn Vô Cương khẽ gật đầu ôn nhu nói. Tiền bối mới có phong thái của thánh kiếm. Đà tạ công tử. Lão phu muốn hỏi công tử, những gì công tử nói là sự thật chứ? Giảng bối chẳng hề che giấu điều gì. Vô Cương nheo mày suy nghĩ. Ngọc Long lấy miếng ngọc bội Uyên Ương Ngọc Điệp đưa đến trước. Sử Vô Linh Chưởng Môn lại rất cần miếng Uyên Ương Ngọc Điệp. Tại hạ thiết nghĩ Sử Chưởng Môn có quan hệ với đoạt hồn vô quyết. Chân diện của Vô Cương xa sầm, lão miễn cưỡng nói. Công tử có thể cho lão phù đầy mượn miếng ngọc bội Uyên Ương Ngọc Điệp được hay không? Ngọc Long suy nghĩ một lúc rồi nói. Như vị tiền bối miễn thứ, tại hạ đang cần đến miếng ngọc bội Uyên Ương Ngọc Điệp này, nên không thể giao cho như vị tiền bối được. Vô Chưởng nói. Vô Cương huynh, tên tiểu tử gian trá này nói thế, tất huynh đã hiểu lời nói của gã như thế nào rồi. Vô Cương buông tiếng thở dài. Lão phu cần miếng ngọc bội kia, nếu công tử không giao miếng ngọc Uyên Ương Ngọc Điệp cho lão phu xem, như những lời nói của công tử đều là gian trá. Chân diện của Ngọc Long xa sầm. Lần này chắc giảng bối phải thất vọng với thánh kiếm Nga Mi. Vô Chưởng nói. Tiểu tử, ngươi không chỉ thất vọng thôi mà còn vong mạng bởi thánh kiếm nữa. Ngọc Long ôm quyền và nói. Trước đây thần phụ có nói đến nhị vị tiền bối. Người nói Nga Mi phái có thánh kiếm Vô Cương và Vô Chưởng, hai người là những kiếm thủ tuyệt hảo, nhưng đồng thời là những kẻ hồ đồ nhất trong giới võ lâm giang hồ. Lão nhân gia còn căn dặn Ngọc Long, nếu sau này có gặp nhị vị tiền bối thì phải thỉnh giáo kiếm chiêu của nhị vị, dạy cho nhị vị một bài học và buộc nhị vị phải quay vào phòng cốc, đừng có trở ra chốn giang hồ nữa. Vô Chưởng nghe Ngọc Long thốt ra câu nói đó, những tưởng phải nghe tiếng sấm nổ thẳng vào thính nhĩ của mình. Lão ta cáo gắt và lên tiếng nói. Hoàng phủ Ngọc Long, phụ thân của người dám xem thường thánh kiếm Nga Mi à? Ngọc Long ôm quyền nói. Tại hạ sẽ thực hiện di ngôn của phụ thân. Chỉ sợ nhị vị không dám giao thủ với Ngọc Long thôi. Nếu giao thủ mà không thắng tại hạ, mong nhị vị hãy quay lại phong cốc mà tu kiếm, đừng chen vào nội tình của võ lâm. Khi nào cần thì Ngọc Long sẽ đến thỉnh nhị vị. Vô Chưởng đành giọng nói. Tiểu tử, được. Vô Chưởng nói dứt câu múa tích trường kiếm, màn kiếm khí tỏa ra trên phạm vi hai trượng vuông. Chỉ thấy màn kiếm khí đó, Ngọc Long phải giật mình. Chàng nghĩ thầm. Chỉ với một gã Vô Chưởng mình cũng đối phó không nổi. Nếu thêm Vô Cương đúng là mình gặp đại địch thua chắc trong tay họ. Ý niệm kia còn động ở trong đầu chàng thì màn sát kiếm đã ào ào lướt tới. Cảm nhận luồng sát kiếm của Vô Chưởng, Ngọc Long rợn cả xương sống. Chàng chẳng còn sự chọn lựa nào khác mà điểm mũi giày băng luôn ra ngoài hồ nước. Vô Chưởng vừa phát chiêu công chụp đến Ngọc Long thì chàng đã lướt ra ngoài hồ nước long trì, khiến lão phải sững bước. Ngọc Long lên tiếng nói. Sao, tiền bối ngại ngùng rồi à? Vô Chưởng thét lên. Ta mà ngại ngươi ư? Lão nói dứt câu điểm mũi giày lao theo Ngọc Long.
Vô Cương châu mày nói: Vô Chuẩn cẩn thận. Vô Chuẩn đâu màng đến lời cảnh báo của Vô Cương. Vô Chuẩn vừa cất mình lướt ra ngoài mặt nước. Ngọc Long đạp mũi giày vào một loạn sóng vừa trào tới, dục người lên cao hai trượng, rồi vỗ luôn một đạo phách không chưởng xuống mặt hồ. Đạo phách không chưởng của chàng đánh xuống hồ nước Long Trì, tạo ra một cột nước khổng lồ dựng lên chặn ngang trước mặt của Vô Chuẩn. Sự biến hóa ư bất ngờ này khiến cho Vô Chuẩn không kịp phản xạ, mà lao luôn ngoài cột nước được tạo bởi kình khí của Ngọc Long. Vô Chuẩn thốt lên: Ôi cha! Thánh kiếm Vô Chuẩn như thể bị cột nước kia níu chân kéo luôn xuống hồ Long Trì. Lão trồi lên mặt nước thì Ngọc Long đã nhẹ nhàng hạ thân trên vai của Vô Chuẩn. Chàng giận thiên cân trụy đè Vô Chuẩn xuống nước. Lão buồn cả kiếm trồi cổ lên mặt nước. Trên bờ Vô Cương vô cùng bối rối nhưng chẳng biết phải làm gì để cứu Vô Chuẩn. Vô Chuẩn vừa trồi đầu lên được mặt nước rống lớn: Ngươi, ngươi, ta sợ. Ngọc Long điểm nụ cười mỉm, giảm bớt công lực để cho Vô Chuẩn có thể nhô đầu lên khỏi mặt nước để thở. Vô Cương nói: Công tử xin hãy tha cho lão đệ của lão phu. Tại hạ sẽ tha, nhưng với điều kiện thánh kiếm Vô Cương và Vô Chuẩn phải quay về Phong Cốc. Chỉ khi nào tại hạ thỉnh mới được rời khỏi Phong Cốc. Vô Cương hối hả nói: Lão phù hứa. Vô Chuẩn toàn mở miệng nói thì lại bị nhận xuống. Ngọc Long chờ cho lão gần ngợp thở rồi mới để cho lão trồi lên. Vô Chuẩn ho sặc sụa. Ngọc Long điểm nhẹ mũi giày lướt vào trong bờ. Vô Chuẩn thì cứ lôi ngôi lớp ngớp cách bờ bốn trượng. Ngọc Long ôm quyền nói với Vô Cương: Giảng bối chưa nói cho nhị vị thánh kiếm biết, lão nhân gia còn căn dặn giảng bối. Nhị vị thánh kiếm Nga Mi sợ nhất trên đời này là nước, bởi vì nhị vị không biết lội. Kẻ không biết lội khi xuống nước dù có võ công cao siêu đến mấy cũng vô ích. Vô Cương bặm môi không nói lời nào. Ngọc Long ôm quyền xá: Cáo từ. Vô Cương ngăn chàng lại: Hoàng phủ công tử. Ngọc Long nhìn Vô Cương và hỏi: Tiền bối có điều chi chỉ giáo? Vô Cương ngập ngừng nói: Công tử Nga Mi mất danh mất tiếng bởi một nữ nhân. Ngọc Long gượng cười lắc đầu: Giảng bối biết nữ nhân đó là ai. Thánh kiếm Vô Cương cúi gằm mặt xuống: Công tử hiểu cho lão phù. Ngọc Long gánh tội dùm cho Sử Vô Linh Chưởng Môn. Vô Cương khẽ gật đầu. Ngọc Long nhìn lại Vô Chuẩn, lão đã ngồi ngớp lội gần đến bờ. Lão ôm quyền: Cáo từ. Ngọc Long thi triển khinh công bỏ đi. Chàng nghĩ thầm: Chỉ nhược, nàng muốn gì ở hoàng phủ Ngọc Long? Bàn chủ cái bàn Lạc Kế Nghiệp đảo mắt nhìn quanh, như đoán chắc rằng chẳng còn ai theo mình, mới bước vào tòa trang viện. Lão đi thẳng một mạch đến giải thư phòng, có hàng hoa đang treo ở trước cửa. Lạc Kế Nghiệp nhìn lên hàng hoa đăng, trên một chiếc hoa đăng có hình một cánh bướm. Lạc Kế Nghiệp bước đến, lão hơi ngẩn người một chút rồi gõ cửa. Giọng nói thanh tao của Chỉ Nhược lại cất lên: Vào đi. Lạc Kế Nghiệp đẩy cửa bước vào. Gã ban chủ cái bàn cẩn thận đóng cửa lại. Y nhìn về phía tấm rèm hồng, có bóng người ở phía sau tấm rèm đó. Kế Nghiệp bước đến trước tấm rèm ôn nhu nói: Nàng muốn ta phải làm gì nữa? Tất cả cơ nghiệp cái bàn đều là của nàng. Tấm rèm từ từ vén lên và đôi chân trần trắng mịn đã thò ra bên ngoài. Lão ban chủ đã hoàn toàn thuần phục ta rồi chứ? Kế Nghiệp gật đầu: Ta hoàn toàn thuần phục nàng. Thế thì hãy quỳ xuống biểu lộ sự thuần phục của ban chủ đi. Kế Nghiệp nghe lời nói đó như nghe phán lệnh của trưởng tôn. Ông ta liền quỳ xuống ngay trước đôi chân nõn nà kia. Tấm rèm hồng được vén lên cao hơn, cho đến khi Chỉ Nhược hiện rõ trong tầm mắt của Lạc Kế Nghiệp. Lạc Kế Nghiệp nhìn lên, đôi mắt của họ là không thể nào dời đi nơi khác được bởi vẻ đẹp đầy sức cuốn hút bằng những đường cong nửa kín nửa hở của Chỉ Nhược đập vào mắt của lão. Nàng mỉm cười từ từ áp lòng bàn chân vào mặt của ban chủ cái bàn. Nếu cảnh tượng này rơi vào mắt của các môn hạ cái bàn, có lẽ bọn họ chỉ còn biết kêu trời mà nghĩ. Tại sao một vị ban chủ thiên hạ đệ nhất bang lại có thể để cho một nữ nhân áp lòng bàn chân vào mặt? Nếu có nói, chuyện hẳn ra là môn hạ cái bang sẽ nổi loạn mất. Trên võ lâm ai mà không biết
Lạc bang chủ có cá tính xem tường nữ nhân. Để giải thích vì sao Lạc Kế Nghiệp chấp nhận cho Chỉ Nhược đặt bàn chân lên mặt của gã, có lẽ chỉ có y mới lý giải được thôi. Chỉ Nhược lúc này nói, Lạc bang chủ thấy bàn chân của ta thế nào? Đẹp lắm, đẹp lắm. Ta thích Lạc bang chủ liếm những gót chân của ta, không biết bang chủ có liếm được không? Lạc Kế Nghiệp gật đầu, nàng bảo sao Lạc mổ sẽ làm vậy? Ừ, tốt lắm, hãy liếm đi. Chẳng một chút e dè hay có biểu hiện phản kháng nào, Lạc Kế Nghiệp thè lưỡi liếm bàn chân của Chỉ Nhược. Nàng phá lên tràn cười khi chiếc lưỡi của Lạc Kế Nghiệp chạm vào lòng bàn chân. Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, được liếm bàn chân của ta, bang chủ có thích không? Thích lắm, thích lắm. Nếu như môn hạ cái bàn thấy cảnh tượng này, hắn chỉ còn có thể nói là họ nằm mơ, hoặc là Lạc Kế Nghiệp đã biến thành người cuồng tâm loạn trí. Lạc Kế Nghiệp tiếp tục liếm bàn chân của Chỉ Nhược như thế, như liếm một món ăn ngon mà lão thèm thuồng như đã hết nhận. Chỉ Nhược nhìn Lạc Kế Nghiệp du dơ nói, một vị bàn chủ thiên hạ đệ nhất bang còn liếm bàn chân của bổn cô nương, tất bổn cô nương phải có bản lĩnh hơn người, có đúng không nào? Nàng nói xong rút chân phải về, rồi duỗi chân trái đến trước mặt của Kế Nghiệp. Phiền bang chủ rửa tiếp bàn chân này của ta nữa đi. Lạc Kế Nghiệp lại nâng bàn chân trái của nàng lên rồi thè lưỡi liếm. Gã liếm một cách gọi là ngon lành, như thể muốn dùng nước miếng của mình để làm sạch bàn chân của Chỉ Nhược. Bất thình lình Chỉ Nhược kêu lên, ôi! Tiếng thốt của nàng khiến cho Lạc Kế Nghiệp giật mình, lã cuốn quýt nói, cô nương, Lạc mổ không làm đau cô nương chứ? Lưỡi của bang chủ nhám nhúa khiến chân ta đau đó. Ngươi hãy cắn vào lưỡi của ngươi một cái cho nó chừa cái thói làm chân Chỉ Nhược đau đi. Lạc Kế Nghiệp đỏ mặt nhưng lại gật đầu. Một gã nô bộc thuần phục, sợ phật ý vị chủ nhân đỏng đảnh và khó tính. Kế Nghiệp thè lưỡi rồi cắn vào đầu lưỡi, mặt gã nhăn nhúm lại bởi cái đau buốt thấu đến tận ốc. Máu rỉ ra từ đầu lưỡi của Kế Nghiệp nhưng chẳng dám thốt một tiếng rên rỉ nào. Hành động của vị bang chủ cái bang Lạc Kế Nghiệp rõ nằm mơ cũng chẳng thể nào tưởng tượng được. Hai cánh môi của lão mấp ma mấp mái bởi cái đau tự gã làm ra, cùng với dòng máu rỉ thành hai bệt dài qua 2 mét. Chỉ Nhược mỉm cười, đủ rồi, bang chủ đứng lên đi. Kế Nghiệp từ từ đứng lên, y cúi gằm mặt như thể sợ phải nhận lấy sự trừng phạt thứ hai của Chỉ Nhược. Lão hít hà và nói, cô nương còn lệnh cho Lạc mổ làm gì nữa không? Chỉ Nhược khoát tay nói, bàn chủ có thích được liếm hai bàn chân của bổn cô nương không? Kế Nghiệp gật đầu, Lạc mổ chỉ muốn liếm hai bàn chân của Chỉ Nhược cô nương thôi. Chỉ Nhược hất mặt từ tốn hỏi, tại sao lão thích chứ? Lão mổ không phải chịu sự đau đớn hành hạ của Diệp Phấn. Chỉ Nhược gật đầu, vậy là đôi bàn chân của Chỉ Nhược có giải dược khắc trị Diệp Phấn ư? Kế Nghiệp gật đầu. Chỉ Nhược mỉm cười, thế mà Chỉ Nhược lại không biết, nếu ai đó lỡ trúng Diệp Phấn thì phải đến hai bàn chân của Chỉ Nhược, có như thế thì mới đỡ đau, có phải vậy không? Kế Nghiệp gật đầu, phải ạ. Nàng nhìn ra cửa biệt phòng mỉm cười, Hoàng Phủ Ngọc Long công tử nghe rồi chứ? Lời nói còn đọng trên miệng, Chỉ Nhược thì Ngọc Long đã nện chưởng đẩy cửa bước vào. Kế Nghiệp quay ngoắt lại, tử quỷ! Ngọc Long khoát tay, ban chủ không cần thẹn thùng mắc cỡ với tại hạ làm gì, và cũng chẳng cần phải giải thích, bởi ban chủ đã liếm xong hai bàn chân của Chỉ Nhược cô nương rồi, giờ đến tại hạ đây. Kế Nghiệp nhìn Ngọc Long bằng đôi mắt mở to hết cỡ. Gã từ từ quay lại nhìn Chỉ Nhược, nàng mỉm cười xua tay, bàn chủ đã hưởng rồi, còn đứng đó làm gì? Kế Nghiệp bẽn lẽn lủi nhanh ra cửa. Chờ gã đi rồi, Chỉ Nhược nhìn Ngọc Long. Ngọc Long chắp tay sau lưng bước đến trước mặt nàng. Chỉ Nhược đông đưa đôi chân trần với làn da trắng nõn của mình. Nàng nhìn Ngọc Long và nói, công tử hẳn đã nhìn thấy tất cả rồi chứ? Điểm một nụ cười giả lả, Ngọc Long nói, một cảnh tượng ly kỳ, tại hạ đâu thể nào bỏ qua cho được. Thế công tử có thích Như Lạc bang chủ không? Ngọc Long ve cằm nhìn nàng từ tốn nói, tại hạ không muốn cũng không được.
Lạc Kế Nghiệp phải làm như vậy bởi vì không chịu nổi phấn độc của loài bướm. Nếu tại hạ bị trúng điệp phấn, chắc cũng phải bắt chước Lạc bang chủ. Nàng mỉm cười nhìn Ngọc Long. Ai cũng thế thôi, nhưng không riêng gì Hoàng Phủ Ngọc Long hay Lạc Kế Nghiệp, có cả Sử Vô Linh nữa. Chỉ Nhược quên nhắc đến trưởng môn phái Nga Mi Sử Vô Linh. Ngọc Long nhìn thẳng vào mắt của nàng. Chỉ Nhược cô nương, nàng cướp lời Ngọc Long. Công tử muốn biết công tử đã bị trúng độc chưa chứ gì? Ngọc Long gật đầu. Đúng như vậy. Ý tại hạ muốn hỏi Chỉ Nhược cô nương tại sao tại hạ đã trúng độc điệp phấn của cô nương chưa? Nàng nhìn Ngọc Long, hai cánh môi điểm nhẹ một nụ cười, những đôi chân mài lá liễu. Thấy nàng nhìn mình cười với nhiều ẩn ý, Ngọc Long lên tiếng hỏi. Chỉ Nhược cô nương không trả lời được sao? Tại sao công tử muốn biết chưa trúng độc hay đã trúng độc rồi? Ngọc Long chắc lưỡi nói. Có vậy mà cô nương cũng hỏi sao? Nếu trúng độc thì tại hạ sẽ liếm hai bàn chân của cô nương. Bằng như ngược lại thì Hoàng Phủ Ngọc Long khỏi phải hạ mình như Lạc bang chủ. Ngay cả Lạc bang chủ là người tự cao tự đại xem thường nữ nhân, còn phải quỳ xuống chân của Chỉ Nhược cô nương để làm chút giải dược. Chắc chắn điệp phấn lợi hại vô cùng. Nàng mỉm cười nói, thôi được, Chỉ Nhược sẽ cho công tử biết. Công tử cũng đã trúng phải điệp phấn của Chỉ Nhược rồi, mà lại trúng rất nặng nữa. Ngọc Long cau mày, rất nặng, nghĩa là còn nặng hơn cả Lạc Kế Nghiệp và Sử Vô Linh. Chỉ Nhược gật đầu, không sai. Mặt của Ngọc Long nhăn lại, chàng ngập ngừng nói, trúng điệp phấn sao tại hạ không thấy có cảm giác khác lạ trong nội thể vậy? Cười khải một tiếng, chàng nói, Chỉ Nhược cô nương có gạt tại hạ không? Nếu đúng là tại hạ bị trúng độc thì phải liếm ngay hai bàn chân của cô nương thôi. Chỉ Nhược nhướng mày nói, rất tiếc giải dược trên hai bàn chân của Chỉ Nhược đã được Lạc bang chủ liếm sạch cả rồi, chẳng còn đến tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long đâu. Ngọc Long hít hà chắc lưỡi. Ai chà, giải dược đã bị gã ăn mày chúa đó liếm sạch hết rồi, không còn đến lượt tại hạ nữa ư? Ôi chết thật, chết thật. Vậy tử quỷ phải làm sao bây giờ? Ngọc Long xoa trán và xoa đan điền. À, sao lạ thật, Ngọc Long chẳng có cảm giác gì cả. Chàng nhìn Chỉ Nhược, cô nương lừa tại hạ. Nàng mỉm cười tự tốn nói, Chỉ Nhược lừa Ngọc Long làm gì? Nếu lừa Ngọc Long thì Chỉ Nhược đâu để cho Ngọc Long thấy Lạc Kế Nghiệp phải dụng giải dược bằng cách liếm chân Chỉ Nhược. Chàng nheo mày nhìn thẳng vào mắt của nàng. Cô nương đã biết Ngọc Long sẽ theo chân Lạc Kế Nghiệp đến đây. Chỉ Nhược gật đầu nói, không sai, chắc chắn Hoàng Phủ Ngọc Long tử quỷ sẽ theo chân Lạc Kế Nghiệp đến điệp trang này. Không ngờ Chỉ Nhược cô nương hay thật, đoán việc người thật là chính xác. Ngọc Long ôm quyền nói, tại hạ bội phục. Khi công tử xuất hiện ở Tam Tông Miếu, tất công tử đã đoán ra đằng sau những chuyện vừa rồi là chuyện gì rồi. Ngọc Long khẽ gật đầu, tại hạ cũng ngấm ngầm hiểu có uẩn khúc gì đó. Ngọc Long chắp tay sau lưng nhìn Chỉ Nhược hỏi, Chỉ Nhược cô nương quan hệ thế nào với Đoạt Hồn Vô Quyết? Nàng nhướng mày nói, công tử đoán thử coi. Ngọc Long nheo mày suy nghĩ rồi nói, truyền thuyết về Uyên Ương Ngọc Điệp, chắc hẳn Chỉ Nhược cô nương và Đoạt Hồn Vô Quyết là một đôi tình lang gặp nhiều bi cảnh. Cô nương không nỡ để cho tình lang của mình vong mạng. Nàng gượng cười rồi nói, nếu công tử yêu một người nào đó, ví như Khả Tuyết hay Tước Yến, hai người đó sắp chết, công tử chắc không khoanh tay đứng nhìn họ chết chứ. Nói như thế cô nương đã thừa nhận mối quan hệ giữa cô nương và hậu Đoạt Hồn Vô Quyết. Nàng buông một tiếng thở dài, bây giờ Chỉ Nhược đã có thể thừa nhận. Ít ra tại hạ còn biết được chuyện này. Vậy thì tất cả những gì xảy ra tại nhà mộ trong mộ địa đều được Chỉ Nhược cô nương dựng ra cả. Chàng mỉm cười và nói, cô nương đã biết trước kẻ giả mạo hậu Đoạt Hồn Vô Quyết nấp sẵn ở bên ngoài nhà mộ, và chỉ cần ra mật hiệu, thế là y bước vào, sau đó nhận ngay một cái chết từ thiên cương chỉ của cô nương. Chỉ Nhược gật đầu. Ngọc Long nói, bề ngoài cô nương dàn cảnh rất khéo, nhưng khi vào cuộc thì chẳng khéo chút nào. Nàng nheo mày và nói, Hoàng Phủ Ngọc Long đã nhận ra được sự giả tạo của Chỉ Nhược rồi. Chàng gật đầu, tại hạ đã hỏi về miếng ngọc bội Uyên Ương Ngọc Điệp và đã được Tư Đồ Uyển tiên sinh dẫn giải. Tại hạ có thể suy đoán Chỉ Nhược cô nương có mối quan hệ mật thiết với Đoạt Hồn Vô Quyết. Hai người hắn đã yêu nhau rất nồng thắm,
còn có chung một mục đích. Ngọc Long chắp tay sau lưng. Còn trưởng môn Nga Mi tại sao lại trúng độc điệp phấn của cô nương? Nàng đỏ mặt, Ngọc Long nhướng mày nhìn nàng rồi khoát tay. Được rồi, cô nương không cần giải thích. Nhìn sắc diện của Chỉ Nhược cô nương, tại hạ đã đoán ra. Thảo nào hai vị trưởng bối Thánh kiếm Nga Mi luôn miệng nói tại hạ làm mất thanh danh của Nga Mi phái. Họ đổ cho tại hạ, nhưng sự thật kẻ bại hoại lại chính là Sử Vô Linh. Chỉ Nhược lắc đầu nói, công tử muốn biết không? Nếu cô nương có thể lý giải rõ cho tại hạ biết thì hay biết mấy. Chỉ Nhược gượng cười rồi quay mặt vào vách. Khi nàng quay mặt lại, Ngọc Long phải há hốc miệng kêu lên. Chàng gần như không thể tin được vào mắt của mình khi đập vào mắt của chàng không còn khuôn mặt của Chỉ Nhược, mà thay vào đó là khuôn mặt của U Linh công chúa Khả Tuyết. Ngọc Long dụi mắt và nói, Chỉ Nhược cô nương dụng thuật dịch dung tài tình như thế ư? Nàng gật đầu. Chỉ Nhược có thể mang bất cứ khuôn mặt của người nào ngoại trừ một người, ai? Thủ quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long. Ngọc Long bật cười thành tiếng, chàng vừa cười vừa nói, ngộ thật, sao cô nương có thể mang tất cả mọi khuôn mặt mà lại không thể mang khuôn mặt của tại hạ? Không có gì là khó hiểu cả, bởi người ta yêu không muốn thấy bộ mặt của công tử. Người tình của cô nương hận tại hạ đến như thế ư? Chỉ Nhược gật đầu nói. Ngọc Long buông tiếng thở dài. Chữ hận trong lòng tình lang của cô nương đối với tại hạ quả là cao hơn trời, sâu hơn biển. Đúng vậy, bởi lúc nào công tử cũng có đủ quỷ kế gian trá vượt qua sự suy đoán của chàng ta. Ngọc Long ôm quyền, phu nhân quá khen rồi. Tại hạ đã có thể gọi cô nương bằng hai chữ phu nhân. Đôi lưỡng quyền của Chỉ Nhược ửng hồng. Chỉ Nhược vuốt mặt trả lại bộ mặt chân diện của nàng. Nàng chậm rãi và nói, Chỉ Nhược đã dụng thuật dịch dung để buộc trưởng môn Sử Vô Linh biến thành kẻ bại hoại và nhuộm điệp phấn vào thân pháp của y. Hai thật, Sử Vô Linh buộc đổ tất cả những gì y làm với cô nương lên đầu tại hạ. Nàng buông tiếng thở dài, đúng, buộc y đến tìm tại hạ với dung dạng của hậu đoạt hồn vô biết. Ngọc Long bật cười thành tiếng. Chỉ Nhược câu mày, sao công tử lại không hạ thủ hậu đoạt hồn vô biết? Ngọc Long liếm môi rồi nói, tại hạ đoán không lầm thì hiện nay tình lang của cô nương đang giam mình trong một ngôi thạch thất nào đó, cửa đóng im lìm, không dám lú mặt ra khỏi ô cửa tò dò, thì có đâu lại đi tìm Hoàng Phủ Ngọc Long kia chứ? Chỉ Nhược câu mày nói, sao công tử biết điều đó? Chỉ Nhược cô nương không nhớ? Tại nhà mồ tại hạ đã nói rồi, tại hạ chỉ trao bí kiếp vô hình kiếm chỉ cho chủ nhân đích thực của nó mà thôi. Bởi tại hạ giao bí kiếp kia có mục đích đó. Chỉ Nhược nhíu mày, mục đích gì? Phu nhân còn hỏi nữa sao? Chẳng phải tình lang của phu nhân giờ phải giam mình trong thạch thất sao? Đó là bí kiếp giả. Ngọc Long lắc đầu, không phải giả đâu. Thế sao ngươi lại phải giam mình ở trong thạch thất chứ? Bởi lẽ tại hạ đã sửa lại chút ít ở trong bí kiếp đó rồi. Ngọc Long mỉm cười và nói, chuyện tại hạ làm là kế sách gậy ông đập lưng ông đó mà. Chàng bắt ghế ngồi xuống đối diện với Chỉ Nhược. Bây giờ đến lượt Chỉ Nhược, phu nhân nói cho tại hạ biết chút ít về phu nhân. Tại hạ trúng độc phấn từ lúc nào vậy? Nàng lưỡng lự rồi nói, công tử chưa trúng độc phấn, nhưng Tước Yến thì đã trúng. Chân diện của Ngọc Long xa sầm, phu nhân đã hạ độc phụng Tước Yến ư? Nàng gật đầu và nói, khi công tử đến chỗ của Tư Đồ Quyển, Chỉ Nhược biết công tử muốn tìm hiểu về Chỉ Nhược. Chỉ Nhược đã dụng thuật dịch dung trong bộ lốt Khả Tuyết mò đến. Nàng gượng cười, đừng nói Chỉ Nhược này mò đến, ta thật sự lúc nào cũng bám theo công tử, vì ta nghĩ bí kiếp kia là giả nên tình lang của phu nhân mới tẩu quả nhập ma. Nàng buông tiếng thở dài rồi gật đầu. Ngọc Long nói, phu nhân tiếp tục dựng các sự kiện mới nhằm cuối cùng để khống chế tử quỷ, phải giao bí kiếp thật cho người. Chỉ Nhược nhìn chàng và nói, trong bộ lốt Khả Tuyết, Chỉ Nhược đã đầu độc Tước Yến, nàng ta chắc rất đau khổ vì trúng điệp phấn. Vì một người giết một người, phu nhân không cảm thấy áy náy sao? Một người là tình lang của Chỉ Nhược, còn người kia chỉ là một ma nữ trên chốn võ lâm giang hồ. Hơn thế nữa, lại có thể lợi dụng để bức ép Hoàng Phủ Ngọc Long, tất nhiên Chỉ Nhược phải hành động. Ngọc Long cười khải và nói, vì mình và dị nhân,
Phu nhân chọn cửa dị tình, ai cũng thế thôi. Tại hạ không biết hậu đoạt hồn vô quyết có dị tình như phu nhân hay không. Mặt qua của Chỉ Nhược thoạt cau lại, nàng miễn cưỡng và nói: ta nghĩ chàng cũng dị tình. Vậy bây giờ phu nhân muốn gì ở tại hạ nào? Hãy trao những gì công tử biết về bí kíp vô ảnh mật kiếm cho Chỉ Nhược. Chàng nghiêm giọng nói: ngược lại phu nhân sẽ trao giải dược cho tại hạ, có đúng không nào? Công tử cần cứu Tuyết Yên, còn Chỉ Nhược thì phải giữ lại mạng sống cho Tình Lan. Chúng ta lại trao đổi với nhau một lần nữa, nhưng lần này không có thủ đoạn. Tại hạ không còn sự chọn lựa nào hết. Nếu công tử nghĩ đến Tước Yến và U Linh cung chủ Khả Tuyết, công tử hẳn biết Phụng Tước Yến là ái nữ yêu thương nhất của Lôi Thần Thiên Ngoại Phụng Tiên và Khổng Tước bà. Một khi cô ta bị hại đến tính mạng, ta sợ U Linh cung chủ Khả Tuyết không gánh vác nổi cái dạ này đâu. Chỉ Nhược mỉm cười và nói: U Linh giới Khả Tuyết có nghiêm mật cỡ nào thì cũng khó mà giữ nổi với cơn thịnh nộ của Lôi Thần Phụng Tiên và Khổng Tước bà. Huống chi hai người đó có thể phát lệnh võ lâm hát đạo sang bằng khu rừng Vĩnh Hằng đó. Ngọc Long khẽ gật đầu, phu nhân nói có lý. Công tử biết nhìn xa trông rộng, nàng đổi giọng u hòa. Chỉ Nhược hỏi công tử: phu nhân cứ hỏi. Tình Lan của Chỉ Nhược biết rành những bút tự trong vô ảnh mật kiếm, thế sao vẫn không nhận ra được sự gian trá của công tử? Thế nên tại hạ mới nói đó là kế sách gậy ông đập lưng ông. Chàng đứng lên, bước đến bên kệ rượu, bưng lấy một bầu rồi mang đến bên Chỉ Nhược. Phu nhân hãy bỏ điệp phấn vào trong rượu, tại hạ sẽ uống. Chỉ Nhược châu mày, nàng như hiểu ra ý của Hoàng Phủ Ngọc Long, liền lấy túi phấn ở bên hông thả vào trong giò rượu. Ngọc Long bưng giò rượu đưa lên mũi ngửi. Chàng nhìn Chỉ Nhược và nói: thơm thật, rượu pha với điệp phấn đúng là trở thành hảo tửu. Hóa ra rượu mà tại hạ uống ở nhà mồ cũng có pha điệp phấn. Xung quanh Chỉ Nhược hai trượng tất cả là điệp phấn. Nàng nói dứt câu, Ngọc Long liền bưng giò rượu tu luôn một ngụm dài. Chàng đặt giò rượu xuống bên cạnh, vừa chặt lưỡi, Ngọc Long vừa nói: hảo tửu hồ điệp đúng là hiếm có ở trên đời này. Hiếm có, hiếm có, tại hạ không chê vào đâu được. Tại hạ hẳn phải thèm rượu hồ điệp như Lạc Ban chủ thèm giải dược của phu nhân. Chàng xoa tay và nói tiếp: phu nhân gặp lại Tình Lan của phu nhân, nói cho y biết nếu y có thể dụng bút tích giả được di thư của cựu Bình Lân và bút tự chạm khắc của Ngọc Long thì tại hạ vẫn có thể dụng bút giả để cải sửa bí kíp vô ảnh mật kiếm. Chàng nhìn Chỉ Nhược và nói tiếp: y giờ đã có thể biết gì sao? Lão nhạc gia của y chia bí kíp vô ảnh mật kiếm ra làm hai. Chỉ Nhược châu mày: công tử đã biết hậu đoạt hồn vô quyết là ai? Ngọc Long gật đầu: đã biết. Chàng buông tiếng thở dài rồi nói tiếp: tại hạ chỉ còn muốn biết thêm một điều nữa. Vì sao Diệp Kiên lại muốn trở thành hậu đoạt hồn vô quyết? Y hành động như vậy vì cái gì? Buông tiếng thở dài, Ngọc Long lại nói tiếp nữa: cái tên Diệp Kiên hẳn đã được y chôn xuống mộ cùng với tỷ tỷ. Nói tới đây hai hàm răng của Ngọc Long bất giác nghiến chặt lại với nhau và chàng không thể làm chủ được. Ngọc Long nhìn Chỉ Nhược: y đã dốc lòng luyện vô ảnh mật kiếm thì nói cho y biết, luyện ngược trở lại sẽ đạt được ý muốn của y. Chỉ Nhược miễn cưỡng gật đầu, Chỉ Nhược sẽ nói lại với chàng. Ngọc Long ôm quyền: phu nhân bảo trọng, lời nói của tại hạ khởi phát từ lòng thành. Phu nhân chắc hiểu ý của tại hạ rồi chứ? Ngọc Long nhìn lại Chỉ Nhược một lần nữa rồi quay bước. Chỉ Nhược gọi chàng lại: công tử. Ngọc Long nhìn lại Chỉ Nhược, nàng ôn nhu nói: công tử không muốn biết giải dược điệp phấn à? Tại hạ đã biết nó từ đâu rồi. Chắc chắn giải dược kia đang ở trong mình của tại hạ, nên Ngọc Long chẳng nhận được cảm giác gì khác lạ khi ở trong vòng điệp phấn của phu nhân. Mảnh ngọc bội quyên ương ngọc điệp. Ngọc Long gật đầu: phu nhân nhớ lời tại hạ đó, cáo từ. Ngọc Long bỏ đi thẳng ra cửa. Chàng còn nghe Chỉ Nhược khẽ buông tiếng thở dài. Nghe tiếng thở dài của Chỉ Nhược, bất giác Ngọc Long nghĩ thầm: Chỉ Nhược hối tiếc về chữ tình của mình nên thở dài chăng? Nàng ta cũng là kẻ đáng tội nghiệp, chẳng khác gì tỷ tỷ Ngọc Lan. Ngọc Long đi rồi, Chỉ Nhược mới đến tràng kỹ. Bước đến tấm gương đồng sáng ngời,
Nàng soi mình trong tấm gương đồng, cẩn thận cầm chiếc lược bằng ngà chải lại mái tóc. Mọi động tác của nàng thật là uyển chuyển và chuẩn mực. Cầm miếng son môi, nàng ngậm vào hai bên vành môi để điểm trang cho chúng thêm phần mộng ước. Soi lại mình một lần nữa, Chỉ Nhược mới rời tấm gương bước về phía bức bình phong kề ngay góc phòng. Sau bức bình phong đó là một vòm cửa. Nàng len vào vòm cửa, bước qua gian biệt phòng kế bên. Nàng toan mở mật thất thì nghe tiếng nói ôn nhu cất lên sau lưng của mình. Nàng đi tìm ta à? Giọng nói kia rất ôn nhu và từ tốn, chẳng khác nào tiếng mật chuốt vào tai của nàng. Nhưng Chỉ Nhược lại sững sờ, nàng buộc miệng nói: Huynh đó à? Nàng từ từ quay lại. Diệp Kiên trong bộ y phục giận ở nhà chắp tay sau lưng nhìn Chỉ Nhược. Chỉ Nhược nhìn Diệp Kiên từ đầu đến chân, nhận ra ánh mắt tò mò của Chỉ Nhược. Diệp Kiên nói: Nàng lạ lắm sao? Dương huynh đã khắc chế được sự loạn đảo nội khí trong đan điền rồi chứ? Diệp Kiên bước đến trước mặt nàng. Chỉ Nhược: Bất cứ điều gì tệ hại trên đời này ta đều có thể vượt qua được. Khi đặt tay lên đôi bờ vai của nàng: Chỉ Nhược, nàng đã làm rất tốt. Chỉ Nhược làm tất cả những việc này cũng chỉ vì huynh. Nụ cười mỉm đầy chất gợi cảm hiện lên trên cánh môi của Diệp Kiên. Y nhìn thẳng vào mắt của Chỉ Nhược: Ta biết nàng đã làm tất cả vì ta, nhưng có một điều nàng không thể làm được. Lấy mạng Hoàng Phủ Ngọc Lâm. Buông một tiếng thở dài, Diệp Kiên nói: Tất cả mọi người trong Gió Lâm giang hồ đều nghĩ ta đã chết. Duy có y thì không. Chính điều đó Hoàng Phủ Ngọc Long đã trở thành chiếc bóng ám ảnh ta. Nàng mỉm cười và nói: Chàng lo lắng quá rồi. Chỉ Nhược thấy Hoàng Phủ Ngọc Long cũng chỉ là một kẻ tầm thường như bao kẻ khác, không có gì để huynh phải ngại. Huống chi mai này y còn phải đối phó với biết bao sự biến trên Võ Lâm. Nàng nép đầu vào vai của Diệp Kiên và nói: Chàng có thừa thời gian để luyện Vô Ảnh Mật Kiếm, rồi sau đó công khai tái xuất trở lại giang hồ, thực hiện di cáo của tiên phụ Độc Bá Quần Hùng. Ý đó của ta, nhưng một ngày Hoàng Phủ Ngọc Long còn thì một ngày ta phải nghĩ đến hạn vận của mình. Nàng ngẩng lên nhìn Diệp Kiên và nói: Chàng không phải lo nữa đâu. Chỉ Nhược thối lại một bộ nhìn Diệp Kiên từ đầu đến chân và nói: Tiếp những tưởng đâu lúc này chàng phải vận công điều tức khắc chế sự loạn đảo của nội khí trong kinh mạch chứ. Ta đã khắc chế được hiện tượng đó. Chàng đã nghe tất cả sự đối đáp của Chỉ Nhược với Hoàng Phủ Ngọc Long. Diệp Kiên mỉm cười gật đầu: Ta đã nghe tất cả rồi. Khi nghe Hoàng Phủ Ngọc Long nói, ta càng khâm phục hắn hơn. Trên đời này có lẽ kẻ gian trá ăn miếng trả miếng chính là gã tiểu tử tử quỷ đó. Hắn có thể làm bất cứ mọi chuyện, bày ra trăm vạn mưu kế. Ngay bây giờ ta nghĩ y cũng phải e dè. Chỉ Nhược phá lên cười: Dung huynh yên tâm, chàng sẽ không còn phải e dè đâu. Tử quỷ kia sẽ đối mặt với tử thần. Nếu Lôi Thần Phụng Tiên và Khổng Tức Bà không lấy được mạng gã thì cũng có người khác lấy mạng gã. Ai? Quốc chủ A Cát Tư. Võ công của tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long có cao thâm đến đâu cũng không thể thoát chết bởi sát chiêu của quốc chủ. Võ công của tử quỷ ta không ngại một chút nào cả, nhưng cái đầu của y thì ta phải e dè và ngại ngùng. Diệp Kiên nhìn thẳng vào mắt của Chỉ Nhược: À, các tư quốc chủ sẽ nghe theo lời nàng chứ? Chỉ Nhược lưỡng lự: Có một cách mà A Cát Tư sẽ phải lấy mạng tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long. Diệp Kiên nghiêm giọng hỏi: Cách gì? Chỉ Nhược sẽ tạm thời rời bỏ cuộc sống này. Tất nhiên sự ra đi của Chỉ Nhược sẽ khiến cho A Cát Tư phải hành động. Vì sao? Nàng mỉm cười nói: Uyên Ương Ngọc Điệp. Diệp Kiên lặp lại câu nói của Chỉ Nhược: Uyên Ương Ngọc Điệp. Chỉ Nhược gật đầu. Diệp Kiên mỉm cười nói: Ta đã hiểu ý của nàng. Trên cõi nhân sinh này có lẽ người quan tâm và để ý đến Diệp Kiên chẳng ai khác chính là Chỉ Nhược. Nàng chớp mắt với niềm xúc động khôn tả khi nghe được lời nói này của Diệp Kiên. Chỉ Nhược nép đầu vào ngực của họ Diệp, nàng thỏ thẻ và nói:
Chỉ Nhược đã yêu chàng rồi, yêu bằng cả tấm lòng lẫn thể xác. Nàng không nghĩ đến ý nghĩa của mảnh ngọc bội Uyên Ương Ngọc Điệp sao? Chỉ Nhược lắc đầu và nói, Uyên Ương Ngọc Điệp cũng chỉ là một mảnh ngọc bội, mặc dù nó có truyền thuyết về nó, mặc dù hai người giữ Uyên Ương Ngọc Điệp là những kẻ tận thủy tận chung, nhưng Chỉ Nhược vẫn không giữ được tình của mình đối với A Cát Tư.